Sáng ngày 28 tháng 11, tại Trung tâm Sát hạch lái xe Củ Chi thuộc Trường Trung cấp Giao thông Tiến bộ, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM tổ chức thí điểm cấp giấy phép lái xe ngay sau khi có kết quả sát hạch. Theo Sở Giao thông Vận tải, nhằm tạo điều kiện cho người dân có giấy phép lái xe quá hạn sử dụng phải dự sát hạch lại, Sở đã nghiên cứu và đề xuất giải pháp rút ngắn thời gian trả kết quả giấy phép lái xe. Sở Giao thông Vận tải chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng và xây dựng quy trình cấp giấy phép lái xe tại trung tâm sát hạch để in và trả giấy phép lái xe cho người dân ngay trong ngày. Theo ghi nhận của phóng viên, hôm nay có khoảng 150 thí sinh dự thi sát hạch. Trước khi vào trung tâm, thí sinh phải đáp ứng điều kiện an toàn như đo nhiệt độ, thẻ xanh COVID-19. Trong ngày đầu thí điểm, quá trình kiểm tra lý thuyết và thực hành diễn ra nhanh chóng. Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM chia sẻ, chương trình thí điểm có ý nghĩa rất thiết thực, giúp cho các lái xe thi và lấy bằng lái xe sau 2 tiếng, thay vì 10 ngày như trước đây. Trong vòng 1 tiếng có thể cấp bằng lái cho khoảng 30 người. Sau 3 tháng thí điểm, Sở Giao thông Vận tải sẽ đánh giá kết quả thực hiện và triển khai cho các trung tâm còn lại trên toàn thành phố, nếu đủ điều kiện về nhân lực, vật lực và tài lực. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@vongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.